kiếp dòng phu. Người vọng phu trong lúc gió mưa, tế con đã hỏi công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Không, giấc mơ ấy má đã chôn sâu vào biển vàng. Còn lại cái thân tàn, má chỉ sống vì con cho đến khi viên mãn cuộc đời. Má, con thương má quá. Đừng khóc nữa con. Má già rồi cho nên lẩm cẩm cái nhắc chuyện xưa vậy. Thằng bé nó ngủ rồi, con đi lo công việc đi, chồng con nó đang đợi đó. Dạ đâu có má, cô đứng yên là để kính trọng những giờ phút thiêng liêng của má. Đàn bà là phải vậy thôi con. Anh à, sao lâu quá má không nghe con tính chuyện đi về thăm chị ở trển vậy? Dạ thưa má, con con định đợi thằng Nghĩa được 3 tuổi, vợ chồng con ẵm nó về thăm má con luôn. Má độ là con có việc gì khó xử đó. Đâu có má. Nhưng con không tiện nói ra. Thôi má cũng không ép con đâu. Nè, để má đi nấu cơm nha. Má, để con nấu cơm cho. Thôi đi. Hai đứa đi buôn bán suốt cả buổi sáng. Nghỉ một chút đi. Bữa nay má làm món cá chẽm chân tương cho thằng Hùng nó ăn. Nó ưa lắm con à. Má, con ghét má. Má thương anh Hùng hơn con á. Tội nghiệp cho má quá. Đang khóc mà phải gượng cười với con. Em thật là có phước á. Mới có một bà mẹ như vậy. Nó không phải nịnh chứ. Má làm lũ cực khổ mà tướng má như mấy bà đài cát vậy đó. Anh biết không, ông ngoại em nhà khá giả, nên dì và má đều được ăn học đàng hoàng. Má yêu ba là một nhạc sĩ nghèo, lại thêm ông ngoại có thành kiến với nghệ sĩ, cho nên ông ngoại từ má luôn đó. Biết bao giờ mà chấm dứt cái thành kiến hủ lậu xa xưa. Rồi má đi làm sao? Sanh em xong á là đến ba đi. Liên tiếp hoàn cảnh như vậy, má thà cam chịu chứ quyết không về xứ nữa. Tội cho má quá em à. Đây rồi, số phận bạc mệnh đó, em sợ lại đến em nữa đó. Nguyệt, em lại nghi ngờ tình yêu của anh phải không thưa Nguyệt? Tình yêu của anh đối với em thì không có gì nghi ngờ, nhưng mà em linh cảm dường như anh có điều gì giấu em á. Đâu có. Nhất là khi đêm khuya giật mình thức giấc, em thấy anh nè, anh gác tay lên trán, cặp mắt cứ nhìn sững lên như suy tính chuyện gì á. Anh nhớ câu nói của má lúc nãy không? Có lẽ má cũng thấy như em vậy đó. Em à, không đâu Nguyệt à. Chúng mình yêu nhau đã 3 năm rồi. Em thấy anh có chút gì thay đổi với em không? Nếu có suy nghĩ, chỉ vì mình có con rồi, phải nghĩ đến tương lai của nó chứ em. Má. Má này con. Cục cưng, sao con kêu má không vậy? Phải kêu ba chứ. Nè, kêu đi. Ba, ba. Ba. Ôi, con tôi giỏi ghê vậy đó. Cơm xong rồi nghe tụi bay ơi. Tụi con ăn trước đi nha. Bỏ qua thầy hai coi bắt má thốt thuốc rồi má về. Dạ, tụi con đợi má về ăn luôn. Em coi con đi, anh đi xách nước đó. Nè, anh nhớ tứ vàng thiên lý cho em nha. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dầu mông tơi xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn. Nghĩa ơi, vô đây má đút cơm cho con ăn nha. Có phải đây là nhà của thím Tư Sương bán hàng bông không vậy? Dạ phải. Dạ chào bà. Bà tìm má con hả? Không, tôi không tìm má cô. Vậy bà... Con của cô đó à? Dạ. Dạ con mời bà dùng nước. Cảm ơn. Con cô được mấy tuổi? Trai hay gái vậy? Dạ cháu trai. Nó được 2 tuổi. Bà nó đâu? Thưa bà, bà chưa cho tôi biết bà đến tìm ai trong nhà này. Tôi tìm con tôi. Nguyệt à,
cậu còn mở miệng kêu tôi bằng má được sao? Đồ thằng con bất hiếu, mày dám gạt tao là để đi xuất ngoại. Nhớ tuần rồi tao không gặp con bảy tình, nó nói thì không biết tao còn bị gạt đến năm nào nữa. Má, má tha tội cho con nha má. Trời ơi Hùng, mày tưởng mày ở tuốt dưới này là tao không tìm được phải không? Mày quên đây là quê ngoại của mày, mày làm cho tao xấu hổ vô cùng. Tưởng mày lấy ai lại rớt cái thứ nhà hạ tiện. Má con này là con của Tư Sương, cha nó trước kia là ta đình của ông ngoại. Người ta nghèo nhưng đàng hoàng tử tế, Thu Nguyệt là cô gái đứng thành đoan trang. Nhưng nhà tao không có thứ dâu như vậy, tao hỏi mày có về không hay là để tao làm giặc chứ? Má ơi, chúng con đã trót lỡ nên nghĩa vợ chồng và đã có con. Ở đây thì mày lỡ có con rồi, còn con vợ mày ở trên mày mới tính sao? Trời ơi, anh Hùng, anh đã có vợ rồi. Phải, dâu tôi là con nhà giàu đức hạnh đoan trang. Má, má ơi, con lại má mà má. Hùng, mày cưới con Liễu có ba bữa rồi bỏ đi ba năm. Ba năm nó vẫn ở vậy chờ mày, trong khi đó mày có vợ sanh con. Mày biểu tao phải ăn nói làm sao với chị xui đây hả Hùng? Hùng ơi, con giết má rồi Hùng ơi. Má, má. Anh Hùng, anh hãy theo bà về với gia đình, với người vợ mà mẹ cha cưới hỏi. Đừng lưu luyến chút thân qua hèn có dại mà mang trọng tội với quyến đường. Đời mẹ con em đã đành tan số kiếp đoạn. Nhưng vợ chồng ta đã ba năm trời ấm êm hương lửa, nay dễ nào một phút phải ly tan. Nhưng mẹ già và cô vợ có cưới xin cũng đang chờ đợi anh trong chăn nêm nềm mong. Ở nơi đây là những kẻ chân bùn tay lắm, đừng uổng phí đời trai với chút hồng hoang. Không, anh không thể bỏ em bỏ con được. Nghe nó nói cay đắng là đau lòng phải không? Được, mày không về tao kêu con vợ mày xuống đây, nó quậy tan nát cái nhà này cho xóm làng hay biết. Bà, bà ơi, con lại bà. Bà đừng làm cho má con phải tủi nhục cái xóm làng. Má con mà biết được chắc là má con chết. Anh Hùng, tại sao, tại sao anh có vợ mà anh còn dối em gạt má? Tôi ra nông nỗi này chứ. Má ơi, con và Nguyệt thật giả thương yêu nhau, đã có con với nhau rồi. Sao má nỡ nào bắt Nguyệt phải xa chồng xa con? Không khổ đau thương với một cuộc tình lớn khôn rồi. Ai nỡ đang tâm cho con mẹ xa rời. Má bây giờ không còn lời nói với con
Tôi không phải là người ác độc, nhưng vì danh giá gia đình, tôi phải làm như vậy thôi cô à. Nếu cô thật tình yêu thằng Hùng, cô hãy giao thằng bé cho tôi đi. Bà, tôi hứa sẽ bảo bọc cháu nội tôi tử tế nè. Đây, cô cầm lấy số tiền này. Rồi tôi xin bà, bà đừng sỉ nhục mẹ con tôi. Tuy nghèo nhưng tôi không thể vì tiền mà bán con tôi được. Nhưng tôi là bà nội của nó, tôi sẽ lo cho nó mà. Không, tôi không thể xa con tôi được. Nếu cô thật tình thương thằng Hùng, cô phải nghĩ đến tương lai của nó. Cô phải hy sinh cho chồng con cô. Cô chịu thiệt một chút cho thằng Hùng trọn nghĩa, cho danh giá tôi được bảo toàn, cho con của cô được ấm no sung sướng, hơn là tức nước dở bờ. Con vợ thằng Hùng nó xuống đây là tất cả đều mang nhục cô biết không? Chừng đó hạnh phúc của cô cũng đâu còn. Nhưng mà con của cô, Nghĩa ơi. Cô Nguyệt, tôi nói cạn lời, mà đằng nào cô cũng không chịu thì đành vậy. Mà đừng đi Nguyệt ơi. Trời ơi, chắc là anh không sung nổi. Hùng, anh Hùng, anh đừng làm như vậy mà. Nghĩa ơi, má không thể để bà ngoại chịu nhục gì má. Má cũng không thể để ba con mang tội bất hiếu với gia đình, nên má phải đành xa con. Cắt ruột mình, ôi đau suốt cả tâm can, xin hãy thứ tha cho người mẹ nhất tâm. Con ra mà không quản dưỡng cho trọn tình. Thu Nguyệt ơi, ai bài chỉ cánh bèo mây tan hợp. Cho con xa mẹ, cho chồng. Anh hãy ấm con về tận trời xa, kể như nỗi buồn vui mất mẹ lúc trong nôi. Tôi sẽ quản dưỡng cháu nàng người. Hoàn cảnh con. Nguyệt, má nói con không nghe phải không? Đi không? Không đi tao đợi má nó về tao làm giặt bây giờ. Đi 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 đi, đi con đi. Nghe con ơi.
Ủa, Thu Tâm, Thu Tâm, Tâm, em đi đâu vậy? Thôi, để em về, rồi mai mốt mình gặp lại. Kìa, có ai đâu mà em ngại, ba đến 12 giờ rưỡi mới về, có mình thằng Nghĩa ở nhà hả? Nhưng mà... Ủa, bộ bác chưa về hả anh? Chưa, mà không có sao đâu, ba gặp ba cũng không có rầy đâu. Mấy hôm nay em đi mất biệt, làm anh ra ngoài đó, chờ ngóng muốn trật cần cổ à. Anh biết sao không, dì của em đau nặng lắm. Hèn chi, mà ba buổi chiều nay, em làm anh trồng cỏ tương tư đầy ở vườn tao đàn hết á. Chứ không phải vắng em, thế là anh đi tìm cô khác hả? Không có đâu, còn lâu mới có việc đó. Nói thiệt với em nghe. Nói thiệt cái gì? Nói thiệt cái gì thì cứ nói đi. Thôi kìa, làm cái gì mà đứng bẻ tay bẻ chân dữ vậy? Kỳ quá à. Nói đại đi mà. Phút giây chợt nhớ, không ngước lên nhìn đến lúc bước chân vào đời. Chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn khi xa nhau. Thôi thôi đi anh ơi, anh đừng có làm bộ nịnh em nữa ạ. Anh nói thiệt mà. Đàn ông buổi đầu thì ai cũng nói vậy. Khi bướm đã hút dì qua thì bỏ mặc cho qua bay đi dễ dàng. Cũng như dì của em vậy, cả mấy chục năm trời vì một gã đàn ông mà bao nhiêu là đau khổ vậy đó. Mà dì của em có tội gì đâu, chỉ có cái tội nghèo mà thôi. Xã hội bây giờ sao còn vụ phân chia giai cấp? Nếu đã yêu nhau, ai đành chia sẻ? Anh biết tại sao không? Tại vì gia đình của ông ấy giàu sang, nên dì của em phải mất cả chồng con đó. Mất cả chồng con? Dạ. Họ bắt con trai họ về, mà họ còn bắt luôn cháu nội nữa. Sao lại có người tàn nhẫn như vậy cả? Anh mà đứng địa vị của dượng em thì sống chết gì thì anh cũng bảo vệ tình yêu của anh. Em cũng mong được như lời anh nói vậy. Tâm ơi, dù dư luận có khắc khe, gia đình ngăn trở, anh cũng sẽ vượt qua để cùng em tròn mộng ân tình. Suốt đời bên nhau đắp xây gia đình ấm êm tình. Dầu phải qua ngàn phong ba, anh Dũng nè, đường giàu yêu trải qua hiểm nghèo gian lao, nên gì của em suốt đời không. Tình trắng thương thoáng, em hãy tin anh để đón chờ tương lai. Anh Dũng,
lúc nào mà em lại chẳng tin anh. Nhưng em không hiểu sao, có đôi phút nghĩ đến tương lai thì em lại bàng hoàng lo sợ. Vì hạnh phúc tình yêu chỉ là cái bóng mơ. Tiều tuy sắc sơ, thấy cảnh của người lại nghĩ đến ta. Một kiếp phù bình nổi chìm mấy leo, đó là chuyện của những người đời trước. Xã hội ta hiện nay đã đổi thay rồi. Em tin anh. Ý chết, thôi để em đi nghe anh. Ừ, anh nói không có sao đâu mà. Ngồi với anh một chút nữa đi. Ba hôm rồi không có gặp, nhớ muốn điên luôn vậy đó. Nhớ hoài à. Ôi anh này. Thôi để hôm khác đi mà. Hôm nay em có chuyện nhà, em nóng ruột quá. Với lại ba anh cũng sắp về rồi đó. Không có sao đâu. Hôm nay ba có gặp tụi mình thì tụi mình nói thiệt hết với ba, để ba lo đám cưới luôn. Ê, đừng có làm như vậy anh ơi. Chúng mình còn nhỏ, phải lo học hành. Em nhất định ha, phải thi ra trường em mới có chồng. Chứ em không có muốn gặp cảnh như dì của em đâu. Hô. À. Chị hai. Trời ơi em Nghĩa, làm chị hết hồn hết vía à. Chị hai lại rủ anh hai đi chơi hả? Ừ, không phải đâu, chị đến có chuyện. Với lại anh hai rủ chị, chứ chị đâu có thèm rủ anh hai đâu. À, Nghĩa nè, em ăn cơm chưa vậy? Dạ, chưa chị à. Nghĩa, bữa nay cũng cỡ 1 giờ ba mới về, vô ăn cơm trước đi. Em không ăn mà. Nó lớn như vậy mà cứ tưởng là mình còn bú, cứ nhõng nhẽo hoài. Chắc tại vì bác cưng chứ gì. À mà thôi, để em về nghe, hôm khác sẽ gặp. Anh ăn cơm rồi đi dạy học đi. Nhớ chiều mai đừng để anh đợi à nghe. Được rồi, em sẽ cố gắng mà. Em đi nghe. Nghĩa à, chị về nghe. Lớn rồi phải ngoan nghe chưa. Dạ. Nghĩa, vô ăn cơm đi. Trưa rồi. Nè, từ rày nhớ không có được phá anh như vậy nữa à nghe. Ai phá hồi nào đâu. Không phá. Không phá mà mỗi lần anh với chị Thu Tâm nói chuyện, em không chọc phá thì em cũng hù, không thì chọi đá nhắc ma đủ điều. Em ghẹo chút chơi mà anh cũng la quê thiệt là quê à. Nè, em còn đi học, đừng có chen vô chuyện. Người lớn với nhau như vậy không tốt đâu à. Vậy thì em mét với ba chuyện này, không chen vô cũng tốt, em đâu có sợ gì. Ý, đừng có mét ba, anh chỉ nói chơi. Em định... Hùng ơi, bao nhiêu thời gian mình xa nhau, em biết là anh không quên em, cũng như em trước sau vẫn giữ vẹn chung tình. Mười mấy năm
Thu Nguyệt ơi, 10 năm em chịu trăm cay ngàn đắng, thì cũng 10 năm anh chịu rai rất khổ đau. Nếu không có Thu Tâm, Thu Tâm, ai ngờ Thu Tâm là cháu của Nguyệt. Dạ, dạ thưa bác. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ, cháu là bạn của anh Dũng, xin bác cứ xem như là con cháu vậy. À, cô là bạn của thằng Dũng à? Dạ. Vậy mà bấy lâu nay nó không giới thiệu cho tôi biết nữa chứ. Dạ, xin bác hãy tha lỗi, tại vì chúng cháu mới quen nhau lúc cùng học Đại học Văn Khoa năm nay thôi. Vậy à? Dạ. Ngồi đi cháu. Dạ, thằng Dũng cũng sắp về rồi. Dạ, thưa bác, hôm nay cháu đến đây không có ý định gặp anh Dũng. Ừ. Vậy cháu muốn gặp ai? Dạ, cháu muốn gặp bác. Gặp tôi? Dạ. Có việc gì vậy cháu? Thưa bác, trước khi nói chuyện, cháu xin lỗi vô phép mà hỏi bác, bác có phải là Trần Hữu Hùng, chủ sự phòng vật liệu công ty điện lực không ạ? Cháu quen với thằng Dũng lâu rồi mà cháu không biết tên bác sao? Dạ thưa bác, nếu không có việc chi thì cháu đâu dám vô phép như vậy. Có chuyện chi quan trọng mà cháu phải hỏi rõ tông tích của tôi như vậy? Thưa bác, bác hãy tha cho cháu tội vô phép đối với bác, vì cháu là bạn của anh Dũng, đáng lý cháu không có quyền hỏi bác như vậy. Nhưng mà tại vì cháu nhận sự ủy thác của một người nên cháu phải hỏi cho rõ. Dạ, nhưng mà như vậy là đúng rồi phải không bác? Phải, tôi là Trần Hữu Hùng, làm ở công ty điện lực cả 10 năm rồi. Mà người muốn tìm tôi là ai vậy cháu? 14 năm xưa, người ấy ở tại Sa Đéc, trong một căn nhà lá nhỏ nhưng khang trang sạch sẽ, có vàng hoa thiên lý. Thu Nguyệt, cháu, hiện giờ Thu Nguyệt ở đâu? Bác, thì ra bao nhiêu năm nay bác vẫn chưa quên gì của cháu à? Làm sao quên được? Lên Sài Gòn một tháng, bác đã về Sa Đéc tìm Nguyệt, thì nhà hoang giường trống, không ai biết ở đâu hết. Bà Tư mất đi, chôn cất xong rồi thì dì Nguyệt của cháu cũng bỏ đi biệt tích, mãi đến năm nay dì mới đi tìm đến cháu đó. Trời ơi, má mất mà con không có về được, má tha tội cho đứa con rể bất hiếu này nghe má. Bác biết không, con nghe nói bà Tư mất á là vì bà Tư tức, bà Tư buồn khi dì Nguyệt giao đứa con trai cho bên nội. Tội nghiệp cho Thu Nguyệt, đâu có muốn làm cái việc cắt đứt ruột mình. Chỉ vì bác, Thu Nguyệt thương gia đình bác không ai nói dối, nên Nguyệt đã hy sinh. Không ai nói dối? Vậy Vậy anh Dũng? Nó là con của em ruột bác, cha mẹ nó mất trong cơn loạn lạc, nên bác đem nó về nuôi và xem nó như con ruột. Có lẽ cháu đã biết rõ việc của bác và dì Thu Nguyệt. Thưa bác, dì Nguyệt cháu mang tâm bệnh nên ngày càng heo mòn, có lẽ vì sợ mình khó sống trên cõi trần ai nên thú lộ tâm tình cùng với cháu đêm qua. Thu Nguyệt nói gì? Thu Nguyệt nói gì? Thưa bác, vì muốn gặp con cho đỡ nhớ thương, khi đã 10 năm chia biệt đôi đường, ôi đau xót lòng trước cảnh tang thương. Nguyệt ơi, em đã vì anh cam chịu.
chiều đoạn trường. Sương gió dạng dài tan nát thân hoa. Bây giờ cháu đưa bác tới đó đi. Dạ, dì cháu có gửi cho bác bức thơ. Không biết dì cháu có muốn bác đến đó không ạ? Hơn nữa cháu thấy bác không tới là phải hơn. Tại sao vậy cháu? Tại vì bây giờ hình thể của dì cháu đâu có còn như trước nữa đâu bác. Thu Nguyệt nhìn bác mà điếu linh khổ sở. Dầu hình thể có ra sao, nàng vẫn là người yêu suốt kiếp của bác. Bác phải gặp nàng. Không biết Nguyệt có tỉnh chưa. Con làm gì đó? Nè, nội có hỏi thì nói ba đi làm nghe. Dạ. Ba vậy đó, không thèm để ý gì tới mình hết à. Ai cũng nói mình là đồ con nít. Để kỳ này mình theo dõi cái chuyện này, mình nói lại cho nội nghe mới được. Ủa, thơ của ai vậy nè? Làm gì đó Nghĩa? Ủa, ba đâu rồi? Còn thơ gì đó Nghĩa? Kìa anh hai, em đố anh biết thơ gì nè. Còn nít mà bày đặt thơ từ, đưa đây không, tao mét ba bây giờ á. Có bà nội ở trên lầu, anh nói chuyện nhỏ nhỏ, đừng có nói lớn, bà nội nghe. Ý, bà nội lên hả? Để anh lên mừng nội. Anh khoan lên đã. Em nói chuyện cái thơ này cho anh nghe, ngộ lắm. Gì ngộ đâu, nói lẹ đi. Thì em nói, anh thưởng cho em nghe. Lúc này xanh chứng dữ lắm rồi nghe. Bài đặt làm tiền anh nữa hả? Đâu có đâu, tại cái chuyện này đáng thưởng em mới nói chứ bộ. Đố anh biết ba đi đâu. Anh hỏi vụ cái thơ em chưa nói, mà em nói lãng sang chuyện ba, coi chừng bị anh đánh đòn bây giờ. Anh hai này nóng quá. Thuộc chuyện thì phải có đầu có đuôi chứ. Hồi nãy chị Tâm lại đây nè. Chị Tâm lại đây? Lại hồi nào? Mới đây nè. Em thấy hả, ba nói nhỏ với chị chuyện gì đó. Hả? Ba nói nhỏ với Tâm? Ủa, ba đâu có biết Tâm hồi nào mà nói nhỏ cả. Lầm nữa. Em thấy ba với chị Tâm nói chuyện nhau thân mật lắm. Cái ba kéo chị Tâm đi, bỏ quên cái thơ này nè. Gì mà kỳ vậy kìa. Anh đọc đi, coi thơ đi. Chứ em thì em biết tại sao mấy hôm nay ba về trễ rồi đó nha. Tại ba bận đi với chị Tâm đó. Ông già coi vậy chứ ghê lắm đó. Nghĩa, nói bậy bạ. Đánh gì đâu mà đánh hoài à. Lên mét bà nội cho coi. Anh thương, bao nhiêu thời gian mình xa nhau, em biết là anh không quên em, cũng như em không thể nào quên anh. Trời ơi, anh, em, kỷ niệm em đẹp như vậy là sao? Bà, Tâm, hai người tình yêu của tôi. Gì mà đánh em vậy Dũng? Ủa, anh mới đây mà. Ủa, vậy nó đi đâu rồi? Nó có biết nội lên đây không mà nó đi vậy? Hả? Dạ biết. Hồi nãy anh định lên nội á, cái con chận lại, con nói chuyện ba với chị Tâm cho anh nghe, cái anh đánh con à, rồi anh bỏ đi luôn á. Nội không hiểu gì hết. Tại sao con nói chuyện ba con với chị Tâm nào đó mà nó lại đánh con? Tại chị Tâm là bồ của ảnh. Hồi nãy chị lại đây nè, cái chị nói gì với ba đó con không có nghe. Cái con thấy bà nói nhỏ với chị Tâm, rồi kéo chị Tâm đi luôn à. Mày nói cái gì? Con bồ của anh hai mày lại nói nhỏ với ba mày rồi rủ đi phải không? Dạ. Phải không? Hay là mày bày đặt? Mày bày đặt mày nói chuyện như vậy hả Nghĩa? Dạ không có đâu. Con mà nói láo hả cho bà bắn con đi. Thôi đừng có thề thằng quỷ nhỏ. Trời ơi sao tôi lại vô phước như vậy. Hết thằng cha rồi lại đến thằng con. Nhưng con có thấy thật rõ ràng
hay là tớn sát rồi đặt điều nói bậy. Ba mày nói giận mày sẽ ăn đòn. Bà nội ơi, con thấy rõ ràng mà, có bức thơ trên bàn chị Tâm gửi cho ba. Trời ơi, không biết kiếp trước tôi có làm chi nên tội mà gian nan khổ sở với gia đình này. Bồ của con luôn cả của cha là hết nói rồi, cái nhục này biết rửa mấy sông đây. Con không có à nghe. Thôi, để con đi kiếm anh hai về cho nội nha. Mày kiếm luôn cái thằng cha của mày về cho tao. Tao nói ba điều bốn chuyện với cha con nó, rồi tao kêu người ta tao bán hết sự sản này, thà cho hội phước thiện hay là cúng chùa cúng miếu còn có ít hơn nữa à. Ôi, nội bán cái gì thì bán á, nhưng mà nội đừng có bán xe con nghe nội. Bán luôn hết. Ôi, săn nhớt mắt tối ngày á, mày lượn tới lượn lui ai mà chịu nổi. Đi. Sáu à? Dạ, thưa bà kêu con. Mày ở nhà, mày thấy cậu mày hay thằng Dũng dẫn ai tới đây không? Thấy không? Dạ, tối ngày con lúc thúc làm sao biết á, ít lên nhà nên thành ra không có biết. À, hồi trưa này nè, con nhớ rồi đó, có một cái cô tóc dài nè tới đây nói chuyện với em Dũng á. Rồi một hồi em Dũng đi. Thì cũng cái cô đó con thấy nói chuyện với cậu con đó. Lộng quá rồi ha. Thời buổi này tao hết biết nổi rồi. Thôi, mày vô mày lo công việc đi. Mày xách cây chổi lông gà đem ra đây cho tao. Dạ. Dạ. Cô kiếm ai? Dạ, thưa bác, cháu kiếm em Nghĩa. Kiếm Nghĩa hay kiếm anh nó? Dạ, cháu kiếm em Nghĩa, tại vì... Cô nín đi. Sao à? Sao? Dạ. Phải con nhỏ này không? Dạ phải. Dạ, cháu kiếm em Nghĩa có việc cần, mà không có em Nghĩa thôi cháu về. Dạ, xin phép bác cháu về. Đứng lại. Cô biết tôi là ai không? Dạ. Tôi là mẹ của thằng Hùng, là bà nội của thằng Dũng nè. Dạ thưa. Khỏi thưa, khỏi bẩm gì hết. Bây giờ tôi muốn cô trả lời câu hỏi của tôi. Dạ, con xin bà cứ dạy. Cô hành nghề bao lâu rồi? Dạ thưa bà, cháu còn đi học à. Còn đi học? Dạ. Vậy thì cô mang lớp nữ sinh để hành nghề chứ gì, phải không? Dạ, con có làm gì đâu. Má con nghèo, nhưng vẫn lo buôn bán nuôi con mà. Tôi nói cô cứ làm bộ không hiểu. Tôi nói thẳng là cô làm cái nghề chơi bời. Hả? Cái nghề làm đếm đó cô biết chưa? Bà, trời ơi, sao bà lại nói cháu làm? Thôi, đừng có làm bộ nữa. Phải cô quen thằng Dũng cháu tôi không? Dạ phải. Rồi mới đây cô đến gặp ba thằng Dũng phải không? Dạ, cháu gặp là để chứ. Để cô gửi thơ cho nó nữa chứ gì, phải dạ, không? Dạ không phải, đó là thơ. Thơ tình. Cô còn nhỏ mà cô sành sỏi lắm. Làm tình với thằng con đã, rồi cô cặp bồ với thằng cha. Tôi phục cô lắm. Nhưng thằng Hùng nó đâu có tiền mà cô mong lợi dụng đục khoét. Bà, cha, mới bị lớn mà đã học đóng tuồng sớm ôm lữ bố hen. Tối về ôm đổng công rồi ha. Trời ơi. Thưa bà, bà không được sỉ nhục tôi. Tôi tuy nghèo, nhưng tôi không làm những việc khốn nạn như vậy đâu. Tôi thấy rõ ràng nè. Cô nói nhỏ với ba tôi ha, đừng có chối nha. Ba tôi ghét bỏ tôi là cũng tại chị. Anh hai tôi bỏ nhà đi là cũng tại chị luôn đó. Thấy chưa con hồ ly tinh. Đi cho khỏi nhà tao, không thì chổi chà tao quét tao lia bây giờ. Đi. Trời ơi, đau đớn nhục nhã lắm nè trời. Chị Nguyệt ơi, chị có tội tình gì mà gặp phải cái gia đình như vậy nè? Hả? Cô nói cái gì Thu Nguyệt? Tôi không biết. Thu Nguyệt. Không lẽ nó... Nội, nó nào vậy nội? Nghĩa. Dạ. Con nói thơ gì đâu, con lượm đưa cho nội coi coi.
mau lên. Anh hai xé hết rồi nội à, không còn gì nữa đâu. Thôi, con đi kiếm ba con về đây. Lẹ lên. Nghĩa à, gì vậy nội? Con làm sao tìm được địa chỉ con nhỏ hồi nãy á, là con tìm gặp ba với anh hai con liền. Không, đi đi con. Tìm được á, nội cho con tiền mua đồng hồ như của thằng Quang vậy á. Không, giỏi. Dạ, khó khăn gì đâu nội. Con lại nhà chị Bích, bạn của chị Tâm á, là tìm được ngay à. Bà nội đi với con nghe nội. Đi nội. Phen này á hả, họ hết xem con là con nít nữa à. Nội lên, con chở nội đi. Thôi, té chết. Không có té đâu, con lái hay lắm mà. Thôi được rồi. Sáu à, ra đóng cửa lại. Tỉnh lại đi em, anh đã chờ đợi tiếng nói của em mấy ngày nãy rồi. Nguyệt Tâm ơi, con đem bé Nghĩa về đây cho dì. Nghĩa ơi, Nghĩa, má nhớ con. Nghĩa ơi, Thu Nguyệt, em tỉnh lại đi. Bé Nghĩa nó sắp về tới rồi. Em sáng mở mắt nhìn xem ai đây nè. Nguyệt, bố em không nhận ra anh nè. Anh là Hùng, chồng của em nè. Em nhớ không? Hùng, chồng của tôi. Phải chim bao đâu, đây là sự thật. Hùng chồng của em đây, hãy ráng mạnh để cha con chồng vợ mình được gần nhau. Nguyệt, em muốn gặp bé Nghĩa, em nhớ nó. Em sợ không thấy mặt nó. Nguyệt em, mình ơi, lòng tràn đầy đau thương, con của côi xa rời mẹ thương. Mười năm biết bao nhiêu sầu, bao ngần lệ nhiều dài cay đắng. Mong ngày con lớn khôn, nhưng sức đi rước nó rồi, nó sẽ tới đây mà. Thằng Nghĩa nó sẽ tới đây. Con mẹ cũng sẽ tới với Nghĩa. Con em muốn nói má thằng Dũng phải không? Bà đã mất 5 năm rồi. Mất 5 năm anh ở vậy nuôi con và đi tìm em khắp nơi. Má mất rồi, em bỏ đi. 2 năm nay nhớ thằng Nghĩa quá nên em mới về ở với chú Tâm. Mà em muốn gặp con trước khi em lìa bỏ cõi đời. Nguyệt, em đừng nói dài. Trót đã hy sinh cả đời mình vì anh em đã dở dàng lỡ làng xuân thắm. Đến nay tại ngô sao những ngày buồn thương,
gió giông qua rồi con mình khôn lớn. Em nên vui sống đời ngày trùng quang. Em mau quá, anh sẽ đi rước bác sĩ nha. Đừng rước bác sĩ. Gặp con, chú em gặp con là em vui rồi. Nguyệt, Nghĩa ơi, chú em gặp mặt con đi. Mình anh đi rước nó liền đây. Anh đi rước nó liền đây. Kìa, có việc gì vậy Tâm? Thằng Nghĩa đâu? Bà đi về đi, hãy để cho dì cháu tôi được chết trong sạch ở đây, chứ đừng để người ta nhục mạ thêm nữa mà. Có việc gì cháu hãy nói nhỏ cho bác biết, dì con đang mệt đó. Có lẽ số dì cháu phải chết trong bất hạnh, hãy để dì chết mà yên hơn. Tâm, cháu nên thương bác, đừng làm rối trí bác nữa. Có việc gì cháu cứ nói cho bác nghe. Xấu hổ lắm bác ạ, con không chịu nổi đâu. Thương Tâm, con thương thằng Dũng, không lẽ con không thương ba sao? Ba, con khổ quá. Ba nội. Trời ơi, thật là khốn nạn mà. Kìa, anh Dũng. Chàng ra. Dũng, mày làm cái gì vậy hả? Ba còn hỏi nữa hả? Con đã đọc thơ rồi. Anh còn chê em là con nít nữa thôi. Không có em thì ai tìm ra cái chỗ này? Đó, ông thấy chưa, cả gia đình ông đều như thế đó. Xem giá trị của một kẻ nghèo như đánh giá một con chó. Tôi mời mấy người đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi cho dì cháu tôi được yên. Cô dám đuổi tôi à? Nếu cô thủ phận nghèo thì đừng có quyến rũ ba tôi. Thì ai dám động đến cô chứ. Khốn nạn. Ba, mày nói cái gì vậy? Mày đọc hết thơ chưa? Tại sao mày có học mà xử sự như đứa lưu manh vậy? Vô nhà này không thấy người bệnh nằm kia sao hả? Ba, ai vậy? Cháu Tâm. Anh Hùng. Anh Hùng ơi. Anh đây. Thằng Nghĩa nó đến chưa? Trời ơi, con Nguyệt nó ra nông nỗi này sao? Đó, con tôi đâu? Nghĩa. Nghĩa ơi. Nghĩa, má nhớ con lắm con ơi. Thằng Nghĩa nó đứng trước mặt của em kìa. Nghĩa, Nghĩa đâu? Nghĩa, lại đây con, lại đây. Bà đó kêu ai vậy? Kêu thằng Nghĩa em của con. Nghĩa, mẹ con đó, hãy lại với mẹ con đi con. Bà nội, bà này là cái bà ngày nào cũng ngồi quán gì sao đó nội. Bà nội, anh hai, sao người đó lại là mẹ con? Nghĩa, má là má của con đi nè. Má ngồi quán bà sao để thấy mặt con, nhưng mà má không có dám kêu. Nghĩa, con lại đây. Con của má, con lại đây nè. Con coi hình con hồi nhỏ nè. Con tôi, nó cười xinh xắn làm sao. Trả con tôi lại cho tôi. Trả con cho dì Trả Huyền. Con tôi lại cho tôi. Dì Huyền, tôi đâu. Trả con tôi. Nguyệt. Dì Huyền. Bé Nghị lúc 2 tuổi. Trời ơi. Dì ơi. Để dì con nằm yên, qua cơn xúc động Nghĩa sẽ tỉnh. Ba, chuyện này là sao hả ba? Dũng, con đâu có biết mười mấy năm qua ba dập dồn đau khổ khi nhìn thằng Nghĩa có mẹ mà cũng như không. Ba này, ba này là người yêu
dấu của ba. Gặp nhau ở xa gian trên một chuyến đò, không tiếng hẹn hò mà nên duyên. Lúc đó ba mắt mình ngặt nghèo mà phải rời gia đình ra đi, không chỗ nương thân mình quản lại dân dương, nàng mới đem ba về chung mấy nhà yêu đương. Rồi năm năm lửa nồng mặn, kết quả tình yêu là một đứa con gia đình, nên nỗi đã đang tâm chia đẻ mối duyên tình, chứ nào phải tại mơ cũng đâu. Ba, trời ơi, con đâu có ngờ đời ba gặp phải cảnh ngộ thương tâm nhiều xót xa cay đắng. Tình yêu gian dở nào khác chi chức nữ ngưu lang cách trở bên ngân hà. Vậy mà con còn gây cho ba những nỗi đau buồn. Đã 10 năm dài ba chôn giấu tâm tư xa nào bằng sống mà kia biệt sống. Tu tâm ơi, anh quá vô tình nóng nồi, em hãy thư tha cho những việc anh làm. Dù mới máu chảy ruột mềm, dù bao nhiêu giống tố phụ vàng, thì em cũng phải vì việc của em mà cam chịu. Tất cả đều do định mạng, xin anh chớ vì đó mà phải bận tâm. Tâm, anh xin lỗi. Để anh đi rước bác sĩ. Con đi nghe ba. Mà con của má nè, má. Ai mới nói đó? Má ơi, con nè, Nghĩa nè má. Nghĩa, con của tôi đây mà. Tôi cảm ơn trời Phật, tôi sung sướng quá. Nghĩa ơi, con có thương má không con? Dạ, con thương má lắm má. Má, má hãy về với con nghe má. Nghĩa ơi, má rất thương con. Con là đứa ruột của má mà. Tại má nghèo, cho nên má phải xa con. Con có giận má không con? Dạ không. Con không giận má. Tại bà nội bắt con, bắt má phải xa con. Bà nội ác lắm mà. Nghĩa, con đừng nói vậy mà có tội. Nếu bà nội không thương con, thì nội đâu có nuôi con có được ngày nay như vậy. Má, cảm ơn em. Má có nghe không hả má? Má nghe hết rồi. Má có tội lớn lắm. Nguyệt ơi,
tha thứ cho má con. Má, má không có tội. Người mẹ nào cũng xử sự như vậy mà thôi. Nguyệt, Nguyệt, anh, Nguyệt, anh không. Anh đây nè. Em chỉ tiếc là mình sống bên nhau quá ngắn ngủi. Nguyệt, Nghĩa, má đi con. Má ơi, má đừng bỏ con. Má đừng bỏ con, má ơi. Dì ơi, dì đừng bỏ cháu mà dì. Nghĩa ơi, mười mấy năm anh sống trong đau khổ. Em đừng bỏ anh, Nguyệt ơi, em đừng bỏ anh. Dì đừng bỏ cháu mà. Em vui lắm. Em vui lắm mà. Em cố gắng. Nhưng mà nhưng Nguyệt gì nó mỏi rồi. Nguyệt ơi, Anh hãy lo cho má. Con cho hai con. Cho con tay gì là em má Nguyễn. Anh Nghĩa. Nghĩa, má. Nghĩa đâu? Con Nghĩa, con đâu? Má, con nè má. Con nè má ơi. Má Nghĩa, con ngoan ngoãn nghe lời ba. Má. Yeah. Má ơi, má đừng bỏ con. Má đừng bỏ con, má ơi. Bỏ má. Ơi, ba, có bác sĩ đến nè ba. Anh Dũng, dì Nguyệt đã. Dũng ơi, dạ. Dì Nguyệt con đã bỏ ba vĩnh viễn rồi. Mẹ. Mẹ. Nội giết má con rồi. Con thèm chơi với nội nữa đâu. Nghĩa, Nghĩa. Ba. Nghĩa, em đừng làm vậy. Ba đã khổ quá rồi. Và hồn má cũng không muốn cho em làm như vậy đâu. Ba. Con theo má. Con theo má mà. Má. Quán nổi nữa con ơi. Nghĩa, má gặp được em biết em sung sướng là má vui rồi. Em hãy rước mắt má và hứa ngoan ngoãn cho linh hồn má được nhẹ nhàng đi em. Má, má ơi, trong lúc con sống giàu sang hạnh phúc, con đâu biết được má đang sống trong cảnh khổ nghèo tuổi. Nay vừa gặp má thì má lại bỏ con bơ vơ lạc lòng ở vườn nghe trần. Nghĩa, má. Nghĩa ơi, em hãy bớt đau buồn để má thanh thản linh hồn trong giờ phút cuối ra đi. Ơi, tim anh nghẹn thở nhói đau trước giờ u hiến đôi nơi. Má ơi, con đâu có ngờ con còn người mẹ thân xa cách bao năm khi gặp trong phút cuối cùng ôm xác mẹ vào mình mà tan nát cả lòng con.
Mẹ, mẹ ơi sao mẹ bỏ con? Nguyệt, Nguyệt ơi, sao em bỏ anh và con? Nguyệt, Nguyệt ơi, anh sẽ đem em về an táng bên mồ của má. Trước mồ có vàng hoa thiên lý, loài hoa tri kỷ của chúng ta đã nâng niu trong 4 năm lửa đượm hương nồng. Ủa, Thu Tâm, Thu Tâm, Tâm, em đi đâu vậy? Thôi, để em về, rồi mai mốt mình gặp lại. Kìa, có ai đâu mà em ngại, ba đến 12 giờ rưỡi mới về, có mình thằng Nghĩa ở nhà hả? Nhưng mà... À... Ủa, bộ bác chưa về hả anh? Chưa, mà không có sao đâu, ba gặp ba cũng không có rầy đâu. Mấy hôm nay em đi mất biệt, làm anh ra ngoài đó chờ ngóng muốn trật cần cổ à. Anh biết sao không? Dì của em đau nặng lắm. Hèn chi mà ba buổi chiều nay em làm anh trồng cỏ tương tư đầy ở vườn tao đàn hết á. Chứ không phải vắng em, khi là anh đi tìm cô khác hả? Không có đâu, còn lâu mới có việc đó. Nói thiệt với em nghe. Nói thiệt cái gì? Nói thiệt cái gì thì cứ nói đi. Thôi kìa, làm cái gì mà đứng bẻ tay bẻ chân dữ vậy? Kỳ quá à. Cứ chạy đi mà. Phút giây chợt nhớ, không ngước lên nhìn đến lúc bước chân vào đời. Biết đâu là bên dưới lúc tay còn trắng, biết sẽ lại đổi thay. Từng là chàng suy ngập ngừng, sao là khi hoa chưa nở cho một mùa. Hoa tình như tà áo trắng, làm mùa mờ đang sáng. Chuyến đò hôm ấy chắc cũng buồn khi xa nhau. Thôi thôi đi anh ơi, anh đừng có làm bộ nịnh em nữa hả? Anh nói thiệt mà. Đàn ông buổi đầu thì ai cũng nói vậy. Khi bướm đã hút dĩ qua thì bỏ mặc cho qua bay đi dễ dàng. Cũng như dì của em vậy, cả mấy chục năm trời vì một gã đàn ông mà bao nhiêu là đau khổ vậy đó. Mà dì của em có tội gì đâu, chỉ có cái tội nghèo mà thôi. Xã hội bây giờ sao còn vụ phân chia giai cấp? Nếu đã yêu nhau, ai đành chia sẻ? Anh biết tại sao không? Tại vì gia đình của ông ấy giàu sang, nên dì của em phải mất cả chồng con đó. Mất cả chồng con? Dạ. Họ bắt con trai họ về, mà họ còn bắt luôn cháu nội nữa. Sao lại có người tàn nhẫn như vậy cả? Anh mà đứng địa vị của dượng em thì sống chết gì thì anh cũng bảo vệ tình yêu của anh. Em cũng mong được như lời anh nói vậy. Tâm ơi, dù dư luận có khắc khe, gia đình ngăn trở, anh cũng sẽ vượt qua để cùng em tròn mộng ân tình. Suốt đời bên nhau đắp xây gia đình ấm êm tình. Dầu phải qua ngàn phong ba, anh Dũng nè, đường giàu yêu trải qua hiểm nghèo gian lao, nên vì của em suốt đời không
thanh xuân ôm đau thương đời qua tan tác. Mất con xa chồng tình trắng thoáng, em hãy tin anh để đón chờ tương lai. Anh Dũng, lúc nào mà em lại chẳng tin anh? Nhưng em không hiểu sao có đôi phút nghĩ đến tương lai thì em lại bàng hoàng lo sợ, vì hạnh phúc tình yêu chỉ là cái bóng mơ hồ. Hết tủ rồi tan chỉ trong một phút một giờ, có ai tưởng được một cô gái đài cao của 10 năm trước nay đã trở thành một cụ già tiều tụy xanh xưa. Thấy cảnh của người lại nghĩ đến ta, một kiếp phù bình nổi chìm mấy leo. Đó là chuyện của những người đời trước, xã hội ta hiện nay đã đổi thay rồi. Em tin anh. Ý chết, thôi để em đi nghe anh. Ừ, anh nói không có sao đâu mà. Ngồi với anh một chút nữa đi. 3 hôm rồi không có gặp, nhớ muốn điên luôn vậy đó. Nhớ hoài à. Thôi, anh này. Thôi, để hôm khác đi mà. Hôm nay em có chuyện nhà, em nóng ruột quá. Với lại, ba anh cũng sắp về rồi đó. Không có sao đâu. Hôm nay ba có gặp tụi mình thì tụi mình nói thiệt hết với ba, để ba lo đám cưới luôn. Ê, đừng có làm như vậy anh ơi. Chúng mình còn nhỏ, phải lo học hành. Em nhất định ha, phải thi ra trường em mới có chồng. Chứ em không có muốn gặp cảnh như dì của em đâu. Hô. Ấy. Chị Hai. Trời ơi, em Nghĩa, làm chị hết hồn hết vía à. Chị Hai lại rủ anh Hai đi chơi hả? Ừ, không phải đâu, chị đến có chuyện. Với lại, anh Hai rủ chị, chứ chị đâu có thèm rủ anh Hai đâu. À, Nghĩa nè, em ăn cơm chưa vậy? Dạ, chưa chị à. Nghĩa, bữa nay cũng cỡ 1 giờ ba mới về, vô ăn cơm trước đi. Em không ăn mà. Nó lớn như vậy mà cứ tưởng là mình còn bú, cứ nhõng nhẽo hoài. Chắc tại vì bác cưng chứ gì. À mà thôi, để em về nghe, hôm khác sẽ gặp. Anh ăn cơm rồi đi dạy học đi. Nhớ chiều mai đừng để anh đợi à nghe. Được rồi, em sẽ cố gắng mà. Em đi nghe. Nghĩa à, chị về nghe. Lớn rồi phải ngoan nghe chưa. Dạ. Nghĩa, vô ăn cơm đi. Trưa rồi. Nè, từ rày nhớ không có được phá anh như vậy nữa à nghe. Ai phá hồi nào đâu. Không phá. Không phá mà mỗi lần anh với chị Thu Tâm nói chuyện, em không chọc phá thì em cũng hù, không thì chọi đá nhát ma đủ điều. Em ghẹo chút chơi mà anh cũng... Nghĩa. Nghĩa ơi. Má nhớ con lắm con ơi. Thằng Nghĩa nó đứng trước mặt của em kìa. Nghĩa. Nghĩa đâu? Nghĩa, lại đây con. Lại đây. Bà đó kêu ai vậy? Kêu thằng Nghĩa em của con. Nghĩa, mẹ con đó, hãy lại với mẹ con đi con. Bà nội, bà này là cái bà ngày nào cũng ngồi quán gì sao đó nội. Bà nội, anh Hai, sao người đó lại là mẹ con? Nghĩa, má là má của con đi nè. Má ngồi quán bà Sáu để thấy mặt con, nhưng mà má không có
dám kêu. Nghĩa, con lại đây, con của má, con lại đây nè. Con coi hình con hồi nhỏ nè. Con tôi, nó cười xinh xắn làm sao. Trả con thu lại cho tôi. Trả con cho... Chị trả mẹ. Con thu lại cho tôi. Chị mẹ. Con tôi đâu. Trả, trả con tôi. Nguyệt. Chị Nguyệt. Để nghỉ lúc 2 tuổi. Trời ơi. Chị ơi. Để gì con nằm im. Qua cơn xúc động mẹ sẽ tỉnh. Ba, chuyện này là sao hả ba? Dũng, con đâu có biết mười mấy năm qua ba dập dồn đau khổ khi nhìn thằng Nghĩa có mẹ mà cũng như không. Ba này là... Là người yêu dấu của ba. Gặp nhau ở xa giang trên một chuyến đò. Không tiếng hẹn hò mà nên duyên. Lúc đó ba mắc bệnh ngặt nghèo. Mà phải rời gia đình ra đi. Bình hoàng lại vẫn dương nàng mới đem ba về chung mấy nhà yêu đương rồi năm năm lửa nồng mặn kết quả tình yêu là một đứa con trai con đã đi. Gia đình nên nỗi đã đang tập chia rẽ mối duyên tình chứ nào phải tại mơ con đâu ba. Trời ơi, con đâu có ngờ đời ba gặp phải cảnh ngộ thương tâm nhiều xót xa cay đắng. Tình yêu gian dở nào khác chi chức nữ ngữ lan cách trở bên ngân hà. Vậy mà con còn gây cho ba những nỗi đau buồn. Đã 10 năm dài ba chôn giấu tâm có xót xa nào bằng sống mà kia biệt sống. Tu tâm ơi, anh quá vô tình nóng nồi, em hãy thư tha cho những việc anh làm. Dù dầu bao nhiêu giống tố mũ vàng thì em cũng phải vì việc của em mà cam chịu. Tất cả đều do định mạng, xin anh chớ vì đó mà phải bận tâm. Tâm, anh xin lỗi. Để anh đi trước bác sĩ. Con đi nha ba. Mà con của má nè. Má. Ai, ai mới nói đó? Má ơi, con nè. Nghĩa nè má. Nghĩa, Nghĩa. Con của tôi. Con của tôi nè má. Tôi cảm ơn trời Phật. Tôi sung sướng quá. Nghĩa. Má. Nghĩa ơi, con
má con. Dạ con thương má lắm má. Má, má hãy về với con nghe má. Nghĩa ơi, má rất thương con. Con là đứa ruột của má mà. Tại má nghèo cho nên má phải xa con. Con còn giận má không con? Dạ, dạ con. Con còn giận má. Tại bà nội bắt con, bắt má phải xa con. Bà nội ác lắm mà. Nghĩa, con đừng nói vậy mà có tội. Nếu bà nội không thương con thì nội đâu có nuôi con có được ngày nay như vậy. Má, cảm ơn em. Má, má có nghe không hả má? Má nghe hết rồi. Má có tội lớn lắm. Nguyệt ơi, tha thứ cho má nghe con. Má, má không có tội. Người mẹ nào cũng xử sự như vậy mà thôi. Nguyệt, Nguyệt, anh, Nguyệt, anh đâu? Anh đây nè. Em chỉ tiếc là mình sống bên nhau quá ngắn ngủi. Nguyệt, Nguyệt, má, Nguyệt, má, má đi con. Má, má ơi, má đừng bỏ con. Má đừng bỏ con, má ơi. Má ơi, gì mình bỏ cháu mà gì? Nguyệt ơi, mười mấy năm anh sống trong đau khổ. Em đừng bỏ anh, Nguyệt ơi, em đừng bỏ anh. Mà. Đừng bỏ cháu mà. Em vui lắm. Em vui lắm mà. À, hả? Cô nói, cô nói cái gì Thu Nguyệt? Tôi không biết, tôi không biết. Nó nào vậy nội? Nghĩa. Dạ. Con nói thơ gì đâu. Con lượm đưa cho nội coi coi. Mau anh, lên. Anh hai xé hết rồi nội à. Không còn gì nữa đâu. Thôi, con đi kiếm ba con về đây. Lẹ lên. À, Nghĩa à. Gì vậy nội? Con làm sao tìm được địa chỉ con nhỏ hồi nãy á, là con tìm gặp ba với anh hai con liền. Không, đi đi con. Tìm được á, nội cho con tiền mua đồng hồ như của thằng Quang vậy á. Không, giỏi. Dạ, khó khăn gì đâu nội. Con lại nhà chị Bích, bạn của chị Tâm á, là tìm được ngay à. Bà nội đi với con nghe nội. Đi nội. Phen này á hả, họ hết xem con là con nít nữa à. Nội lên, con chở nội đi. Thôi, té chết. Không có té đâu, con lái hay lắm mà. Thôi được rồi. Sáu à, ra đóng cửa lại. Anh đã chờ đợi tiếng nói của em mấy ngày nay rồi. Tâm ơi, con đem bé Nghĩa về đây cho dì. Nghĩa ơi, Nghĩa, má nhớ con. Nghĩa ơi. Thu Nguyệt, em tỉnh lại đi. Con Nghĩa nó sắp về tới rồi. Em ráng mở mắt nhìn xem ai đây nè. Nguyệt, bố em không nhận ra anh nè. Anh là Hùng, chồng của em nè, em nhớ không? Hùng, chồng của tôi. Mình, Nguyệt,
Nguyệt em. Có phải là tôi chiêm bao hay không? Không, không phải chiêm bao đâu. Đây là sự thật. Hồn chồng của em đây, hãy ráng mạnh để cha con chồng vợ mình được gần nhau. Nguyệt, em muốn gặp bé Nghĩa. Em nhớ nó. Em sợ không thấy mặt nó. Nguyệt em, mình ơi, lòng tràn đầy đau thương, con của tôi xa rời mẹ thương nuôi. Mười năm biết bao nhiêu sầu, bao ngần lệ nhiều dài cay đắng. Mong ngày con lớn khôn, nhưng sức Tâm đi rước nó rồi, nó sẽ tới đây mà. Hả? Thằng Nghĩa nó sẽ tới đây. Con mẹ, mẹ cũng sẽ tới với Nghĩa. Con em muốn nói má thằng Dũng phải không? Bà đã mất 5 năm rồi. Mất 5 năm. Anh ở vậy nuôi con và đi tìm em. Má mất rồi, em bỏ đi. 2 năm nay nhớ thằng Nghĩa quá nên em mới về ở với tôi Tâm. Em muốn gặp con trước khi em lìa bỏ cõi đời. Nguyệt, em đừng nói dài. Trót đã hy sinh cả đời mình vì anh em đã dở dàng lỡ làng xuân thắm. Đến nay tại ngô sao những ngày buồn thương, gió giông qua rồi con mình khôn lớn. Em nên vui sống đời ngày trùng quang. Em mau quá, anh sẽ đi rước bác sĩ nha. Đừng rước bác sĩ. Gặp con, cho em gặp con là em vui rồi. Nguyệt, Nghĩa ơi, cho em gặp mặt con đi. Anh đi rước nó liền đây. Anh đi rước nó liền đây. Ok. Có gì kỳ vậy Tâm? Thằng Nghĩa đâu? Bà đi về đi. Hãy để cho dì cháu tôi được chết trong sạch ở đây, chứ đừng để người ta nhục mạ thêm nữa mà. Có việc gì cháu hãy nói nhỏ cho bác biết, dì cô đang mệt đó. Có lẽ số dì cháu phải chết trong bất hạnh, hay để dì chết mà yên hơn. Tâm, cháu nên thương bác, đừng làm rối trí bác nữa. Có việc gì cháu cứ nói cho bác nghe. Xấu hổ lắm bác ạ, con không chịu nổi đâu. Tâm, con thương thằng Dũng, không lẽ con không thương ba sao? Ba, con khổ quá. Ba nội. Trời ơi, thật là khốn nạn mà. Kìa, anh Dũng. Giam ra. Dũng, mày làm cái gì vậy hả? Ba còn hỏi nữa hả? Con đã đọc thơ rồi. Anh còn chê em là con nít nữa thôi. Không có em thì ai tìm ra cái chỗ này? Đó, ông thấy chưa, cả gia đình ông đều như thế đó. Xem giá trị của một kẻ nghèo như đánh giá một con chó. Tôi mời mấy người đi ra khỏi nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi cho dì cháu tôi được yên. Cô dám đuổi tôi à? Nếu cô thủ phận nghèo thì là cô quyến rũ ba tôi, thì ai dám động đến cô chứ. Khốn nạn ba. Mày nói cái gì vậy? Mày đọc hết thơ chưa? Tại sao mày có học mà xử sự như đứa lưu manh vậy? Vô nhà này
không thấy người bệnh nằm kia sao? Hả? Ba, ai vậy? Cháu Tâm. Anh Hùng. Anh Hùng ơi, anh đây, con Nghĩa nó đến chưa? Trời ơi, con Nguyệt nó ra nông nỗi này sao? Đâu? Con tôi đâu? Ai cũng nói mình là đồ con nít. Để kỳ này mình theo dõi cái chuyện này, mình nói lại cho nội nghe mới được. Ủa, thơ của ai vậy nè? Làm gì đó Nghĩa? Ủa, ba đâu rồi? Còn thơ gì đó Nghĩa? Kìa anh hai, em đố anh biết thơ gì nè. Còn nít mà bày đặt thơ từ, đưa đây không? Tao mét ba bây giờ á. Có bà nội ở trên lầu, anh nói chuyện nhỏ nhỏ, đừng có nói lớn, bà nội nghe. Ý, bà nội lên hả? Để anh lên mừng nội. Anh khoan lên đã. Em nói chuyện cái thơ này cho anh nghe, ngộ lắm. Gì ngộ đâu, nói lẹ đi. Thì em nói, anh thưởng cho em nghe. Lúc này sanh chứng dữ lắm rồi nghe. Bài đặt làm tiền anh nữa hả? Đâu có đâu, tại cái chuyện này đáng thưởng em mới nói chứ bộ. Đố anh biết ba đi đâu? Anh hỏi vụ cái thơ em chưa nói, mà em nói lảng sang chuyện ba, coi chừng bị anh đánh đòn bây giờ. Anh hai này nóng quá. Thuộc chuyện thì phải có đầu có đuôi chứ. Hồi nãy chị Tâm lại đây nè. Chị Tâm lại đây? Lại hồi nào? Mới đây nè. Em thấy hả, ba nói nhỏ với chị chuyện gì đó. Hả? Ba nói nhỏ với Tâm? Ủa, ba đâu có biết Tâm hồi nào mà nói nhỏ cả. Lầm nữa. Em thấy ba với chị Tâm nói chuyện nhau thân mật lắm. Cái ba kéo chị Tâm đi, bỏ quên cái thơ này nè. Gì mà kỳ vậy kìa? Anh đọc đi, coi thơ đi. Chứ em á thì em biết tại sao mấy hôm nay ba về trễ rồi đó nha. Tại ba bận đi với chị Tâm đó. Ông già coi vậy chứ ghê lắm đó. Nghĩa, nói bậy bạ. Đánh gì đâu mà đánh hoài à. Lên mét bà nội cho coi. Anh thương, bao nhiêu thời gian mình xa nhau, em biết là anh không quên em, cũng như em không thể nào quên anh. Trời ơi, anh, em, kỷ niệm em đẹp như vậy là sao? Bà, Tâm, hai người thân yêu của tôi. Gì mà đánh em vậy Dũng? Ủa, anh mới đây mà. Ủa, vậy nó đi đâu rồi? Nó có biết nội lên đây không mà nó đi vậy? Hả? Dạ biết. Hồi nãy anh định lên nội á, cái con chận lại, con nói chuyện ba với chị Tâm cho anh nghe, cái anh đánh con à, rồi anh bỏ đi luôn á. Nó không hiểu gì hết. Tại sao con nói chuyện ba con với chị Tâm nào đó mà nó lại đánh con? Tại chị Tâm là bồ của ảnh. Hồi nãy chị lại đây nè, cái chị nói gì với ba đó con không có nghe. Cái con thấy bà nói nhỏ với chị Tâm, rồi kéo chị Tâm đi luôn à. Mày nói cái gì? Con bồ của anh hai mày lại nói nhỏ với ba mày rồi rủ đi phải không? Dạ. Phải không? Hay là mày bày đặt? Mày bày đặt mày nói chuyện như vậy hả Nghĩa? Dạ không có đâu. Con mà nói láo hả cho bà bắn con đi. Thôi đừng có thề, thằng quỷ nhỏ. Trời ơi sao tôi lại vô phước như vậy? Hết thằng cha rồi lại đến thằng con. Nhưng con có thấy thật rõ ràng, hay là tớn sát rồi đặt điều nói bậy? Ba mày nói giận mày sẽ ăn đòn. Bà nội ơi, con thấy rõ ràng mà, có bức thơ trên bàn chị Tâm gửi cho ba. Trời ơi, không biết kiếp trước tôi có làm chi đến tội mà gian nan khổ sở với gia đình này. Bồ của con luôn cả của cha là hết nói rồi, cái nhục này biết rửa mấy sông đây. Con không có à nghe. Thôi để con đi kiếm anh hai về cho nội nha. Mày kiếm luôn cái thằng cha của mày về cho tao. Tao nói ba điều bốn chuyện với cha con nó, rồi tao kêu người ta tao bán hết sự sản này, thà cho hội phước thiện hay là cúng chùa cúng miếu còn có ích
thân nữa à. Ôi, nội bán cái gì thì bán á, nhưng mà nội đừng có bán xe con nghe nội. Bán luôn hết. Ôi, săn nhớt mắt tối ngày á, mày lượn tới lượn lui ai mà chịu nổi. Đi. Sáu à. Dạ, thưa bà kêu con. Mày ở nhà, mày thấy cậu mày hay thằng Dũng dẫn ai tới đây không? Thấy không? Dạ, tối ngày con lúc thúc sao biết á, ít lên nhà nên thành ra không có biết. À, hồi trưa này nè, con nhớ rồi đó, có một cái cô tóc dài nè tới đây nói chuyện với em Dũng á. Rồi một hồi em Dũng đi. Thì cũng cái cô đó, con thấy nói chuyện với cậu con đó. Lộng quá rồi ha. Thời buổi này tao hết biết nổi rồi. Thôi, mày vô mày lo công việc đi. Mày xách cây chổi lông gà đem ra đây cho tao. Dạ. Dạ. Cô kiếm ai? Dạ, thưa bác, cháu kiếm em Nghĩa. Kiếm Nghĩa hay kiếm anh nó? Dạ, cháu kiếm em Nghĩa, tại vì... Cô nín đi. Sao à? Sao? Dạ. Phải con nhỏ này không? Dạ phải. Dạ, cháu kiếm em Nghĩa có việc cần. Mà không có em Nghĩa thôi cháu về. Dạ xin phép bác cháu về. Đứng lại. Cô biết tôi là ai không? Dạ tôi là mẹ của thằng Hùng, là bà nội của thằng Dũng nè. Dạ thưa. Khỏi thưa, khỏi bẩm gì hết. Bây giờ tôi muốn cô trả lời câu hỏi của tôi. Dạ, con xin bà cứ dạy. Cô hành nghề bao lâu rồi? Dạ thưa bà, cháu còn đi học ạ. Còn đi học? Dạ. Vậy thì cô mang lớp nữ sinh để hành nghề chứ gì, phải không? Dạ, con có làm gì đâu. Má con nghèo, nhưng vẫn lo buôn bán nuôi con mà. Tôi nói cô cứ làm bộ không hiểu. Tôi nói thẳng là cô làm cái nghề chơi bời. Hả? Cái nghề làm đêm đó cô biết chưa? Bà, trời ơi, sao bà lại nói cháu làm? Thôi, đừng có làm bộ nữa. Phải cô quen thằng Dũng cháu tôi không? Dạ phải. Rồi mới đây cô đến gặp ba thằng Dũng phải không? Dạ, cháu gặp là để chứ. Để cô gửi thơ cho nó nữa chứ gì, phải dạ, không? Dạ không phải, đó là thơ. Thơ tình. Cô còn nhỏ mà cô sành sỏi lắm. Làm tình với thằng con đã, rồi cô cặp bồ với thằng cha. Tôi phục cô lắm. Nhưng thằng Hùng nó đâu có tiền mà cô mong lợi dụng đục khoét. Bà, cha mới bị lớn mà đã học đóng tuồng sớm ôm lữ bố hen, tối về ôm đổng công rồi ha. Trời ơi, thưa bà, bà không được sỉ nhục tôi. Tôi tuy nghèo nhưng tôi không làm những việc khốn nạn như vậy đâu. Tôi thấy rõ ràng nè, cô nói nhỏ với ba tôi ha, đừng có chối nha. Ba tôi ghét bỏ tôi là cũng tại chị. Anh hai tôi bỏ nhà đi là cũng tại chị luôn đó. Thấy chưa con hồ ly tinh. Đi cho khỏi nhà tao. Không thì chổi chà tao quét tao lia bây giờ. Đi. Trời ơi, đau đớn nhục nhã lắm nè trời. Chị Nguyệt ơi, chị có tội tình gì mà gặp phải cái gia đình như vậy nè. Là quê thiệt là quê à. Nè, em còn đi học, đừng có chen vô chuyện. Người lớn với nhau như vậy không tốt đâu à. Vậy thì em mét với ba chuyện này, không chen vô cũng tốt, em đâu có sợ gì. Ý, đừng có mét ba, anh chỉ nói chơi. Em định... Anh Hùng ơi, bao nhiêu thời gian mình xa nhau, em biết là anh không quên em, cũng như em trước sau vẫn giữ vẹn chung tình. Dẫu mình đã cách biệt sớm, thank you.
mà mơ đứng hiếu sinh. Thu Nguyệt ơi, 10 năm em chịu trăm cay ngàn đắng, thì cũng 10 năm anh chịu rai rất khổ đau. Nếu không có Thu Tâm, Thu Tâm, ai ngờ Thu Tâm là cháu của Nguyệt. Dạ, dạ thưa bác. Chào cô, mời cô ngồi. Dạ, cháu là bạn của anh Dũng, xin bác cứ xem như là con cháu vậy. À, cô là bạn của thằng Dũng à? Dạ. Vậy mà bấy lâu nay nó không giới thiệu cho tôi biết nữa chứ. Dạ, xin bác hãy tha lỗi, tại vì chúng cháu mới quen nhau lúc cùng học Đại học Văn khoa năm nay thôi. Vậy à? Dạ. Ngồi đi cháu. Dạ. Thằng Dũng cũng sắp về rồi. Dạ, thưa bác, hôm nay cháu đến đây không có ý định gặp anh Dũng. Ừ. Vậy cháu muốn gặp ai? Dạ, cháu muốn gặp bác. Gặp tôi? Dạ. Có việc gì vậy cháu? Thưa bác, trước khi nói chuyện, cháu xin lỗi vô phép mà hỏi bác, bác có phải là Trần Hữu Hùng, chủ sự phòng vật liệu công ty điện lực không ạ? Cháu quen với thằng Dũng lâu rồi mà cháu không biết tên bác sao? Dạ thưa bác, nếu không có việc gì thì cháu đâu dám vô phép như vậy. Có chuyện gì quan trọng mà cháu phải hỏi rõ tông tích của tôi như vậy? Thưa bác, bác hãy tha cho cháu tội vô phép đối với bác, vì cháu là bạn của anh Dũng, đáng lý cháu không có quyền hỏi bác như vậy. Nhưng mà tại vì cháu nhận sự ủy thác của một người nên cháu phải hỏi cho rõ. Dạ, nhưng mà như vậy là đúng rồi phải không bác? Phải, tôi là Trần Hữu Hùng, làm ở công ty điện lực cả 10 năm rồi. Mà người muốn tìm tôi là ai vậy cháu? 14 năm xưa, người ấy ở tại Sa Đéc, trong một căn nhà lá nhỏ nhưng khang trang sạch sẽ, có vàng hoa thiên lý. Thu Nguyệt, cháu, hiện giờ Thu Nguyệt ở đâu? Bác, thì ra bao nhiêu năm nay bác vẫn chưa quên gì của cháu à? Làm sao quên được? Lên Sài Gòn một tháng, bác đã về Sa Đéc tìm Nguyệt, thì nhà hoang vườn trống, không ai biết ở đâu hết. Bà Tư mất đi, chôn cất xong rồi thì dì Nguyệt của cháu cũng bỏ đi biệt tích. Mãi đến năm nay dì mới đi tìm đến cháu đó. Trời ơi, má mất mà con không có về được. Má tha tội cho đứa con rể bất hiếu này nghe má. Bác biết không, con nghe nói bà Tư mất á là vì bà Tư tức, bà Tư buồn khi dì Nguyệt giao đứa con trai cho bên nội. Đâu có muốn làm cái việc cắt đứt ruột mình chỉ vì bác. Thu Nguyệt thương gia đình bác không ai nói dối nên Nguyệt đã hy sinh. Không ai nói dối vậy à, vậy anh Dũng, nó là con của em ruột bác, cha mẹ nó mất trong cơn loạn lạc nên bác đem nó về nuôi và xem nó như con ruột. Có lẽ cháu đã biết rõ việc của bác và dì Thu Nguyệt. Thưa bác, dì Nguyệt cháu mang tâm bệnh nên ngày càng héo mòn, có lẽ vì sợ mình khó sống trên cõi trần ai nên thú lộ âm tình cùng với cháu đêm qua. Thu Nguyệt nói gì? Thưa bác, vì không gặp con cho đỡ nhớ khi đã 10 năm chia biệt đôi đường. Ôi đau xót lòng cảnh tang thương.
Nguyệt ơi em đã vì anh cam chịu đoạn trường. Sương gió giảm dài tan nát thân qua. Bây giờ cháu đưa bác tới đó đi. Dạ, dì cháu có gửi cho bác bức thơ. Không biết dì cháu có muốn bác đến đó không ạ? Hơn nữa cháu thấy bác không tới là phải hơn. Tại sao vậy cháu? Tại vì bây giờ hình thể của dì cháu đâu có còn như trước nữa đâu bác. Thu Nguyệt vì bác mà điếu lên khổ sở. Dầu hình thể có ra sao, nàng vẫn là người yêu suốt kiếp của bác. Bác phải gặp nàng. Không biết Nguyệt có tỉnh chưa. Con làm gì đó? Nè, nội có hỏi thì nói ba đi làm nghe. Dạ. Ba vậy đó, không thèm để ý gì tới mình hết à. Tắt đi. Tắt rồi đi. Nghe chưa? Tắt đi. Tắt đi. Hùng, ai làm gì mà con bực mình vậy? Ma, con nhức đầu quá ma. Thiệt, má thật không hiểu con. Vợ chồng mới đám cưới mà mấy đêm liền thức giấc á, má đều thấy con ngồi ở đây. Con Liễu nó có lỗi gì với con chứ? Vì Liễu không có lỗi nên con mới thấy bực, mới nhức đầu. Má, tại sao má biết con không có yêu Liễu mà má vẫn cưới về? Lại cưới gấp nữa, không kịp cho con suy nghĩ tính toán cái gì hết. Má, bộ má không biết là con đang... Đang cái gì? Đang cái gì? Có phải là con đang có nhân tình không? Không, con chưa hề để ý một cô gái nào thì làm gì có nhân tình. Nhưng con... Nếu con không chịu thì sao lúc má lo đám cưới cho con không cản má? Con vừa mở lời là má giật giả khóc lóc, một hai đòi chết theo ba con. Con chửi con là con bất hiếu, ngỗ nghịch đủ thứ. Làm sao con dám nói? Hồng ơi, không phải má muốn dùng quyền làm mẹ áp bức con đâu. Má làm như vậy chỉ vì má lo cho con, má lo cho họ Trần. Nhưng Hùng ơi, gia tộc bên nội con trước sau. Ân tình tròn vẹn
đâu phiền trách mẹ già. Đã vì con mà hy sinh cả tuổi mộng xuân thời. Con nghĩ vậy là tốt. Con có thương má thì hãy cố gắng hòa hợp với vợ con. Má chỉ mong hai con sanh cho má một đứa cháu nội trai là má yên tâm giao nhà, giao cửa cho vợ chồng con. Rồi má về dưới để gần gũi mồ mả ông bà và ba con nữa. Quê ngoại mình ở đâu vậy má? Dữ hồn, đến bây giờ mới hỏi thăm bên ngoại của nó. Ngoại của con ở Sa Đéc á. Dạ, mời bà cậu hai mở hai xuống dùng cơm. Nè, hai vợ chồng xuống ăn cơm với má nghe không? Má với Liễu ăn cơm trước đi, con muốn yên tĩnh một chút mà. Được, để má biểu vợ con nó nấu cháo thịt cho con ăn nha. Má à, tốt hơn má cho con ngủ một giấc là hết hà. Má chiều ý con, nhưng chỉ một bữa nay nữa thôi nha. Mai mà con như vậy nữa là má bỏ con luôn đó. Dạ, má yên tâm, con không có cãi má nữa đâu mà. Cái thằng mẹ cha nó lớn đầu có vợ rồi mà còn nhõng nhẽo. Má đâu biết là con đang có bệnh nan y. Trời ơi, tôi nhức đầu quá, không biết phải làm sao đây. Không thể cho má biết được việc này. Còn nếu vào bệnh viện, lỡ có bề nào, má đã già, làm sao chịu nổi tai biến này. Còn Liễu, mình không yêu Liễu, sao lại bắt người ta phải cực khổ chăm lo cho mình. Phải rời nhà một thời gian thôi, mai ra. Đúng rồi, phải đi đâu cho má mình không tìm được kìa. Má kính yêu của con, thưa má, con đã suy nghĩ kỹ. Má đã bỏ công nuôi dạy con khôn lớn, lại lo gia thất cho con, mà con thì chưa làm nên sự nghiệp, thì làm sao xứng đáng làm chồng làm cha và đã hiếu cho má được hả má? Nay con xin phép má để thưa một việc, xin má hãy chấp nhận giùm con. Con có người bạn thân ở ngoại quốc mới về thăm nhà ở Nha Trang, nay mai sẽ trở qua bên ấy. Cô muốn theo anh ấy để học hỏi và sẽ lo một nghề nghiệp vững chắc. Một vài năm con sẽ trở về. Má đừng buồn và đừng lo vấn đề tiền bạc. Bạn con sẽ lo cho con. Má thương, má đừng giận con. Má nói giùm với Liễu, con có lời xin lỗi. Con Trần Hữu Hùng. Má, tạm biệt má. Liệu anh xin lỗi em. Xin lỗi. Ủa, ai mở cửa sớm vậy? Chắc con Liễu nó đi chợ sớm. Tội nghiệp. Hùng à, Hùng, con thức chưa? Hùng ơi. Nó đi đâu rồi cả? Gì đây? Hùng ơi, con muốn xuất ngoại mà đâu có cản, sao con lại giấu mà? Hùng ơi, nhờ
xe đi thì hết, muốn qua sông cũng có xuồng ghe. Thật khổ ghê. Sông sâu cá lội bị tâm, chín tháng cũng đợi mười năm cũng chờ. Chờ anh chờ ngân chờ ngô, chờ hết mùa mận. Chờ hết mùa mận. Cô hai ơi, chèo đò ghé đây đi cô ơi. Không phải đò đâu ông ơi, xuồng tôi chở rau bán mà. Nghe câu họ thì giống như tâm sự của người thiếu phụ bị chồng bỏ đi xa. Sao giọng nói nghe trẻ quá vậy? Cô ơi, đò hay xuồng gì cô cũng ghé vô giùm tôi một chút đi cô. Có chuyện gì vậy ông? Cô biết ở đây có nhà trọ nào không? Mới giờ này xe không còn mà đò cũng không có nữa, nên tôi thời buổi này á, xe hay đò gì cũng ngại đi đêm hết à. Còn nhà trọ hả? Ở quê làm gì có. Vậy là khổ rồi. Thiên hạ ngại đi đêm, còn cô sao cô không sợ vậy? Còn anh ở đâu? Tôi ở Sài Gòn xuống, định kiếm người quen cũng xứ sở gần đây. Tôi đi ngày hôm qua cho đến bữa nay, kiếm không có được. Trong mình lại muốn bệnh nữa. Tôi sợ bị quỵ giữa đường, xứ lạ quê người, có một mình. Bà con ông tên gì? Ở đâu? Ông nói ra coi, nếu mà tôi biết được á, tôi đưa ông tới đó cho. Nói thật với cô, từ nhỏ tôi chỉ nghe má tôi nói thôi. Quê ngoại tôi ở Sa Đéc, Vĩnh Long gì á, nhưng tôi chưa có đi lần nào nên không nhớ rõ. Trời đất á, kiếm bà con mà không biết ở đâu tên gì thì làm sao mà kiếm? Sao trước khi đi ông không hỏi kỹ má ông á? Tôi có chuyện đi gấp, nhưng thế nào tôi cũng kiếm được mà. Cô à, hay là có thể nào cô cho tôi nghỉ tạm nhà cô một đêm, sáng tôi đi liền ha? Được không cô? Nghỉ tạm nhà tôi hả? Dạ. Thôi được rồi, ông xuống xuồng đi, bước nhẹ nhẹ nha, coi chừng xuồng lật á. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Chắc ông bị cảm rồi đó. Để về nhà tôi sắc cho ông thang thuốc, rồi tôi kiếm cho ông một nồi nước xong á là hết liền hả? Ủa, cô biết chữa bệnh nữa hả? Đâu có. Ông biết không, ông ngoại tôi á là thầy thuốc, cho nên má tôi á theo nghề ông ngoại, bả mát tay lắm, trị bệnh ai cũng hết hết á. Ngồi yên nghe, tôi chèo à. Xin lỗi cô,
tôi tò mò chút xíu nha. Tôi muốn hỏi. Ông muốn hỏi gì? Nhìn cô, thấy cô tươi tắn trẻ trung yêu đời. Vậy mà sao hồi nãy nghe cô hò mấy câu hò buồn quá. Nghe giống như giống như tôi đang bị chồng bỏ đi xa phải không? Xin lỗi cô, tôi không có ý đó. Nhưng thiếu gì cô hò vui vẻ, đầy ước mơ của tuổi trẻ là sao cô không hò? Ông ở Sài Gòn mà cũng biết hò nữa hả? Má tôi là người ở tỉnh nên thường nghe bà kể. Chị người làm của tôi cũng ở dưới quê nữa, chỉ có dạy cho tôi hò. Ông biết hò hả? Vậy ông hò tôi nghe đi, để tôi chèo cho bớt mệt. Tuy mới quen nhưng thấy cô thoải mái tự nhiên tôi rất là thích. Có thể nào cô đừng kêu tôi bằng ông nữa được không? Tôi tên là Hùng. Nếu thấy tôi lớn hơn cô gọi tôi bằng anh Hùng cũng được mà. Ông chỉ xin ở trọ một đêm á, rồi mai ông đi thì ông hay anh cũng vậy thôi. Giả lại tôi. Cô có chồng rồi ngại phải không? Tôi nghe cô hò là tôi biết mà. Ông biết chật rồi. Mấy câu hò đó là tâm sự của má tôi đó, không phải của tôi đâu. Của má cô à? Vậy là ba cô đã... Phải. Ba tôi đã chia tay từ đó. Lá vàng liễu rơi khắp núi sông. Bao cô phụ đưa chồng, lệ phủ sông buồn. Người đi bằng bằng âm hao. Bao hôm con dài tạo cần bán con nuôi nấng tôi. Giờ chuyện của má cô tuy chưa rõ mặt rõ tên, nhưng tôi thấy lòng nao nao một tình thương vô hạn. Má cô là hình ảnh những bà mẹ Việt Nam cao cả, đã vì chồng con mà hy sinh cả tuổi mộng xuân thề. Đắng cay cam chịu với một sức sống kiên trì. Mẹ tôi cũng là một bà mẹ tốt, chồng chết ở vậy nuôi con. Nhưng dù sao người cũng còn giá sản điền viên. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng trong lòng tôi má tôi là hiện thân của Phật Bà Thiên Liên Khả Kinh. Đáp tạ người đối với má tôi có lòng tôn quý. Tôi không còn ngại gì khi gọi một tiếng anh. Cảm ơn cô. Cô... Tôi tên Nguyệt. Nguyệt mà cái gì Nguyệt? Thu Nguyệt. Thu Nguyệt à? Bèo nước gặp nhau rồi mai đây bèo xuôi nước ngược. Nhưng tôi mong rằng phút gặp gỡ này sẽ dành cho chúng ta một kỷ niệm khó quên. Chốc lát nữa đây tôi sẽ gặp má cô, nhưng trong hồn đã thoáng hiện hình ảnh một thiếu phụ trung niên. Đôi mắt dịu hiền với nét sầu sâu thẳm, bên cạnh đó là nguyệt tinh tươi như đóa hồng nhung vừa hé nở. Hai hình ảnh tuyệt vời sẽ mãi bên tôi trong suốt cuộc hành trình. Nghe mấy câu thâm tình
tôi khắc ghi một điều, dầu mai đây nối trôi đường xa, lòng tôi như cánh sao trên trời, nhìn theo em luôn gửi vào hồn tôi. Anh Hùng ơi, anh chỉ là người khách lỡ đò ở trọ một đêm, rồi ngày mai đường ai nấy bước, thì dăng mắt làm chi cho rối rắm tình. Kẻ ở trong vui mà người đi cũng bận biểu trong lòng, cứ xem nguyệt như cô lái đò bên bên dân, không hẹn hò không chờ đợi chẳng ước mơ, rồi năm qua năm có ngày anh trở lại bên xưa, liệu tránh có vàng qua thiên ly, biết đâu lúc đó em đã có con bồng con bé, em sẽ giới thiệu với chồng em đây là người khách trọ của đêm nào. Thu Nguyệt, em trời ơi anh... sao nhức đầu quá vậy nè? Anh Hùng, anh sao vậy? Tới nhà em rồi kìa. Nè nè, khoan bước đã, để em con xuống lại. Anh Hùng, trời ơi, anh Hùng té rồi. Má, má ơi, má. Biển Bắc nhàn ơi, bao thở nhàn hồi để yến đời sau. Nín đi con, lớn rồi còn nhỏ nhẽo giống một con gái mẹ của mày vậy. Nghe không, mấy chửi thằng nhỏ chửi luôn em đó. Chửi là đáng mà, có chồng rồi còn nhũng nhiễu nữa. Cái anh này nín 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 đi con, nín đi con. Cái thằng chó con cứ biết quậy bà ngoại nó thôi hả? Anh thấy không, em ôm nó là nó nín liền đó. Nó quậy luôn anh nữa chứ, không có má cho em á, anh hát khang cả tiếng nó cũng có ngủ nữa. Biết sao không? Tại nó biết á, có ngoại nên nhõng nhẽo dữ vậy á, chứ con người ta thôi bú á là dễ lắm. Má à, má đi nghỉ đi, để con dỗ nó cho ha. Thôi, tụi bay làm gì đó thì làm đi, để má dỗ nó cho. Má, con sợ má mệt mà. Má không có làm sao đâu, thấy hai con vui vẻ đầm ấm là má vui lắm rồi. Bà ngoại của con vốn ưa thích mùa thu, cho nên đặt tên hai chị em má đều có một chữ thu. Vì hai con là thu tuyết, má là thu sương, đến con là thu nguyệt. Vì hai của con và má cả hai cuộc đời đều một mùa thu ảm đạm, má mong rằng đến con chỉ có một mùa xuân. Con cũng mong rằng đời con chỉ có một mùa xuân, nhưng mà sao con lại thích bản buồn tàn thu á má, mới là khổ chứ. Bao mùa thu đến như mùa thu chết, rơi theo lá vàng. Đừng hát cái bản đó nữa con à. Anh coi má mê tính ghê chưa, má sợ em giống người thiếu phụ Nhật Bổn á, có cái số kiếp quá ư là đoạn trường thê thiết đó. Làm sao trên đời này lại có thêm một tên Sở Khanh như cái thằng Mỹ đó? Lấy người ta có con rồi, bỏ đi để cho người ta chờ đợi đã 3 năm, trở về lại đem một cô vợ Mỹ, đó là quá ư tàn nhẫn. Lại còn thoáng bắt
thật là ác độc vô cùng. Thôi đi ông đừng có nói người ta. Tới ông bây giờ không có lâu đâu. Thôi kìa, tại sao em lại nói anh như vậy? Không lẽ chồng của em là một gã sở khanh? Thôi đi hai con đừng có cãi nhau nữa mà làm chi. Để thời gian vũ hủy tâm tình. Tụi con già rồi tâm tình gì nữa má ơi. Tình yêu thì đâu có tuổi tác đâu con. Hơn nữa hạnh phúc ở gần bên phải cố mà níu lấy. Hồi xưa ba má thương nhau tưởng chừng một phút không rời. Vậy mà má, mấy chục năm rồi mà má còn nhớ đến ba con đến như vậy sao? Vợ chồng sống bên nhau không giận không hờn, bỗng chốc rẽ chia thì làm sao không thương không nhớ con. Nguyệt cưới cứ đến độ thu sang lá vàng hiu hắt, là má nhớ một mùa thu trước má tiễn ba con đi đáp nợ sang nhà. Rồi 20 năm má mòn mỏi đói chờ, mà người ra đi không bao giờ trở lại để má ôm con khờ sống mãi kiếp dòng phu. Người vọng phu trong lúc gió mưa, tế con đã hỏi công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Không, giấc mơ ấy má đã chôn sâu vào dĩ vãng. Còn lại cũng thân tàn, má chỉ sống vì con cho đến khi viên mãn cuộc đời. Má, con thương má quá. Đừng khóc nữa con. Má già rồi cho nên lẩm cẩm cái nhắc chuyện xưa vậy. Thằng bé nó ngủ rồi, con đi lo công việc đi, chồng con nó đang đợi đó. Dạ đâu có má, cô đứng yên là để kính trọng những giờ phút thiêng liêng của má. Đàn bà là phải vậy thôi con. Anh à, sao lâu quá má không nghe con tính chuyện đi về thăm chị ở trển vậy? Dạ thưa má, con con định đợi thằng Nghĩa được 3 tuổi, vợ chồng con ẩm nó về thăm má con luôn. Má độ là con có việc gì khó xử đó. Đâu có má. Nhưng con không tiện nói ra. Thôi má cũng không ép con đâu. Nè, để má đi nấu cơm nha. Má, để con nấu cơm cho. Thôi đi, hai đứa đi buôn bán suốt cả buổi sáng, nghỉ một chút đi. Bữa nay má làm món cá chẽm chim tương cho thằng Hùng nó ăn. Nó ưa lắm con à. Má, con ghét má. Má thương anh Hùng hơn con á. Tội nghiệp cho má quá, đang khóc mà phải gượng cười với con. Em thật là có phước á, mới có một bà mẹ như vậy. Nó không phải nịnh chứ, má làm lũ cực khổ mà tướng má như mấy bà đài cát vậy đó. Anh biết không, ông ngoại em nhà khá giả nên dì và má đều được ăn học đàng hoàng. Má yêu ba là một nhạc sĩ nghèo, lại thêm ông ngoại có thành kiến với nghệ sĩ, cho nên ông ngoại từ má luôn đó. Biết bao giờ mới chấm dứt cái thành kiến hủ lậu xa xưa. Rồi má đi làm sao? Sanh em xong á là đến ba đi. Liên tiếp hoàn cảnh như vậy, má thà cam chịu chứ quyết không về xứ nữa. Tội cho má quá em à. Đây rồi, số phận bạc mệnh đó, em sợ lại đến em nữa đó. Nguyệt, em lại nghi ngờ tình yêu của anh phải không thưa Nguyệt? Tình yêu của anh đối với em thì không có gì nghi ngờ, nhưng mà em linh cảm dường như anh có điều gì giấu em á. Đâu có. Nhất là khi đêm khuya giật mình thức giấc, em thấy anh nè, anh gác tay lên trán, cặp mắt cứ nhìn sững lên như suy tính chuyện gì á. Anh nhớ câu nói của má lúc nãy không? Có lẽ má cũng thấy như em vậy đó. Em à, không đâu Nguyệt à. Chúng mình yêu nhau đã 3 năm rồi, em thấy anh có chút gì thay đổi với em không? Nếu có suy nghĩ
Chỉ vì mình có con rồi, phải nghĩ đến tương lai của nó chứ em. Má. À, má này con. Cục cưng, sao con kêu má không vậy? Phải kêu ba chứ. Nè, kêu đi. Ba, ba. Ba. Ôi, con tôi giỏi ghê vậy đó. Cơm xong rồi nghe tụi bay ơi. Tụi con ăn trước đi nha. Bỏ qua thầy hai coi bắt má thốt thuốc rồi má về. Dạ, tụi con đợi má về ăn luôn. Ừ. Em coi con đi, anh đi xách nước đó. Nè, anh nhớ tứ vàng thiên lý cho em nha. Ờ. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dầu mong tươi xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có lối buồn. Nghĩa ơi, vô đây má đút cơm cho con ăn nha. Có phải đây là nhà của thiếp Tư Sương bán hàng bông không vậy? À, dạ phải. Dạ, chào bà. Bà tìm má con hả? Không, tôi không tìm má cô. À, vậy bà... Con của cô đó à? À, dạ. Dạ, con mời bà dùng nước. Cảm ơn. Con cô được mấy tuổi? Trai hay gái vậy? Dạ, cháu trai, nó được 2 tuổi. Bà nó đâu? À, thưa bà chưa cho tôi biết bà đến tìm ai trong nhà này. Tôi tìm con tôi. Nguyễn à, Nguyễn. Dạ. Em nói chuyện với ai vậy? Má. Cậu còn mở miệng kêu tôi bằng má được sao? Đồ thằng con bất hiếu. Mày dám gạt tao là để đi xuất ngoại. Nếu tuần rồi tao không gặp con bảy tình, nó nói thì không biết tao còn bị gạt đến năm nào nữa. Má tha tội cho con nha má. Trời ơi Hùng, mày tưởng mày ở tuốt dưới này là tao không tìm được phải không? Mày quên đây là quê ngoại của mày. Mày làm cho tao xấu hổ vô cùng. Tưởng mày lấy ai lại rớt cái thứ nhà hả tiện. Má con này là con của Tư Sương. Cha nó trước kia là ta điện của ông ngoại. Người ta nghèo những đàng hoàng tử tế. Thu Nguyệt là cô gái đứng hành đoan trang. Nhưng nhà tao không có thứ dâu như vậy. Tao hỏi mày có về không hay là để tao làm giặc chứ? Má ơi, chúng con đã trót lỡ nên nghĩa vợ chồng và đã có con. Ở đây thì mày lỡ có con rồi, còn con vợ mày ở trên mày mới tính sao? Trời ơi, anh Hùng, anh đã có vợ rồi. Phải, dâu tôi là con nhà giàu đức hạnh đoan trang. Má ơi, con lại má mà má. Hùng, mày cưới con Liễu có 3 bữa, rồi bỏ đi 3 năm. 3 năm nó vẫn ở vậy chờ mày. Trong khi đó mày có vợ sanh con. Mày biểu tao phải ăn nói làm sao với chị xui đây hả Hùng? Hùng ơi, con giết má rồi Hùng ơi. Má. Anh Hùng, anh hãy theo bà về với gia đình, với người vợ mà mẹ cha cưới hỏi. Đừng lưu luyến chút thân qua hèn có dại mà mang trọng tội với quyến đường. Đời mẹ con em đã đành tan số kiếp đoạn. Nhưng vợ chồng ta đã 3 năm trời ấm êm hương lửa. Nay dễ nào một phút phải ly tan. Nhưng mẹ già và cô vợ có cưới xin cũng đang chờ đợi anh trong chăn nêm nềm mong. Ở nơi đây là những kẻ chân bùng tay lắm. Đừng uổng phí đời trai với chút hồng hôn. Không, anh không thể bỏ em bỏ con được. Nghe nó nói cay đắng là đau lòng phải không? Được, mày không về tao kêu con vợ mày xuống đây. Nó quậy tan nát cái nhà này cho xóm làng hay biết. Bà ơi, con lại bà. Bà đừng làm cho má con phải tủi
chục cái xóm làng. Má cũng mà biết được, chắc là má cũng chết. Anh Hùng, tại sao? Tại sao anh có vợ mà anh còn dối em gạt má? Tôi ra nông nỗi này chứ. Má ơi, con và Nguyệt thật giả thương yêu nhau, đã có con với nhau rồi. Sao má nỡ nào bắt Nguyệt phải xa chồng xa con? Không khổ đau thương với một cuộc tình buồn, cho bản đàn tâm phím lạc tơ trùng. Hôm đã nuôi trẻ lớn khôn rồi, ai nỡ đang tâm cho con mẹ xa rời. Má bây giờ không còn phải là người ác độc, nhưng vì danh giá gia đình tôi phải làm như vậy thôi cô à. Nếu cô thật tình yêu thằng Hùng, cô hãy giao thằng bé cho tôi đi. Bà, tôi hứa sẽ bảo bọc cháu nội tôi tử tế. Đây, cô cầm lấy số tiền này rồi tôi xin bà. Bà đừng sỉ nhục mẹ con tôi. Tuy nghèo nhưng tôi không thể vì tiền mà bán con tôi được. Nhưng tôi là bà nội của nó, tôi sẽ lo cho nó mà. Không, tôi không thể xa con tôi được. Nếu cô thật tình thương thằng Hùng, cô phải nghĩ đến tương lai của nó. Cô phải hy sinh cho chồng con cô. Cô chịu thiệt một chút cho thằng Hùng trọn nghĩa, cho danh giá tôi được bảo toàn, cho con của cô được ấm no sung sướng, hơn là tức nước dở bờ. Con vợ thằng Hùng nó xuống đây là tất cả đều mang nhục. Mang nhục cô biết không? Chừng đó hạnh phúc của cô cũng đâu còn. Nhưng mà con của cô Nghĩa. Cô Nguyệt, tôi nói cạn lời, mà đằng nào cô cũng không chịu thì đành vậy. Mà mà đừng đi Nguyệt ơi. Trời ơi, chắc là anh không sống nổi. Hùng, anh Hùng, anh đừng làm như vậy mà. Nghĩa ơi, má không thể để bà ngoại chịu nhục gì má. Má cũng không thể để ba con mang tội bất hiếu với gia đình, nên má phải đành xa con. Cắt ruột mình, ôi đau suốt cả tâm can, xin hãy thứ tha cho người mẹ nhất tâm. Con xa mà không hoàn dưỡng cho trọn tình. Thu Nguyệt ơi, ai
bài chỉ cánh bèo mây tan hợp. Cho con xa mẹ, cho vợ phải xa chồng. Anh hải ẩm con về tận trời xa, kỷ niệm nuốt ngọt cuối mất mẹ lúc trong ngôi. Tôi sẽ quán dưỡng cháu nên người, hoàn cảnh tạo nên chứ lòng tôi đâu có nỡ. Vì danh dự, vì lửa nói dội tông Nguyệt ơi. Đi con. Nguyệt, má nói con không nghe phải không? Đi không? Không đi tao đợi má nó về tao làm giặc bây giờ. Đi 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 đi, đi con, đi Nguyệt.